Từ khi liên kết với nhà máy sản xuất theo mô hình cánh đồng mía lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đến nay người đàn ông Bana này đã phát triển được 14 hecta, với năng suất mía đạt hơn 100 tấn một hecta, lợi nhuận thu về từ cây mía hàng năm trên 1 tỷ đồng, nên ông Đinh Văn Thịnh đã đầu tư mua được 3 xe tải chở mía. Bên nhà máy nó sẽ có cái chính sách ưu đãi riêng cho riêng cái mô hình này. Cái thứ nhất là nó bao về giá đường, về cái phân bã bùn cho không. Thì làm cái mía ngày xưa thuê xe ở ngoài nó chở, nó không có kịp thời. Cho nên là gia đình quyết tâm là sắm mấy cái chiếc xe để vận chuyển cho bà con. Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất tại các buôn làng Tây Nguyên, giờ đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình người dân tộc thiểu số vươn lên trở thành tỷ phú. Ở địa bàn vùng cao Tumorong, tỉnh Kon Tum, hơn 10 năm qua, cùng với việc tham gia nhận khoán giữ rừng trồng sâm cho doanh nghiệp, ông A Chen còn phát triển được gần cả ngàn gốc sâm Ngọc Linh trị giá hàng tỷ đồng. Nhờ công ty hỗ trợ, thứ nhất là hỗ trợ cho tôi là sâm Ngọc Linh, thứ hai là em đi làm có công ăn việc làm, có lương hàng tháng. Riêng gia đình tôi thì chắc cũng được 700-800 gốc cây sâm Ngọc Linh. Chúng tôi cũng mong muốn là sau này mình cũng mong ước mình trở thành tỷ phú để mình phát triển cho cây sâm Ngọc Linh. Trên địa bàn huyện có rất là nhiều gương điển hình, mỗi hộ có trên 10 hecta. Các hộ hiện nay là cái thu nhập hàng năm là vài tỷ, đã mua được ô tô cũng như là đã làm nhà là khang trang. Và đây là một những gương điển hình mà để mà huyện nhân rộng ra cho các hộ. Những mùa vàng, mùa quả ngọt trên vùng đất Ba Giang hôm nay có dấu ấn không nhỏ của những tỷ phú chân đất người dân tộc thiểu số. Họ còn lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu, hỗ trợ đồng bào vùng sâu Tây Nguyên phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.